Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bãi Nhật. Trong video hôm nay em lên sóng cho các bác một chiếc trợ lực thể thao có màu đỏ đồ rất đẹp. Một chiếc xe nguyên hàng nguyên bản của Nhật Bản, đến từ Nhật Bản nha các bác. Chiếc xe mang tên là Panasonic, có gam màu chủ đạo là khung sườn màu đỏ rất chi là đẹp, full nhôm nha các bác. Khung nhôm, càng nhôm, cấu hình bộ chuyển động rất cao của Tiagra. Các bác đang xem video cho em xin một nốt like và một nốt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh. Và sau đây em sẽ đi chi tiết về con trợ lực này cho các bác xem nhé. Về cấu hình phía sau của nó là với chiếc gác ba ga, được trang bị gác ba ga bằng nhôm sơn tĩnh điện màu đen rất chi là đẹp. Phanh là gọng V2 mãnh nhôm của Shimano nha các bác. Phanh là gọng V nhôm được sơn tĩnh điện màu đen của Shimano, phanh của Shimano này. Chiếc xe này là có vành, cặp vành trước sau của nó cũng của Shimano luôn nha các bác. Lốp là lốp nguyên bản zin theo xe, lốp của Tioga đây. Chiếc lốp là nguyên bản bên Nhật về. Chiếc xe này em đánh giá là hàng nguyên bản 100% đấy các bác. Cỡ bánh của nó là 700 nhân với 32C nhá. Cỡ bánh của nó là 700 nhân với lại 32C các bác. Lốp zin theo xe này, vành zin theo xe luôn, vành của Shimano. Căm của nó là căm lá hẹ các bác, căm lá hẹ được sơn tĩnh điện màu đen. Căm này là căm bắt ngược. Ở chân inox của nó là được bắt vào Meyer nhôm ở phía sau nha các bác. Meyer này là Meyer nhôm cũng của Shimano luôn. Meyer nhôm của Shimano luôn các bác. Căm bắt ngược rất đẹp. Khung sườn được, của xe là sơn zin nguyên bản màu đỏ rất đẹp, màu đỏ đồ rất đẹp này, bối hàn vây cá này, khung sườn nhôm này, các tem chữ Nhật này. Bình là bình 6.6 mã lực nha các bác, bình của Lyon ba tây 6.6 mã lực, zin theo xe luôn. Bộ chắn đĩa chắn xích của nó là bằng nhựa đàn hồi nguyên bản zin theo xe luôn nhá. Moto Asics cộng đùi là đùi nhôm zin theo xe, pedal cũng zin theo xe luôn, pedal phản quang hai mặt luôn. Xe sử dụng là 2, 4, 6, 8 líp nha các bác. Xích líp đang còn rất mới, mới tình luôn các bác ạ, mới kẹt. Xích clip của Shimano luôn nha các bác. Quy đề là sử dụng của Shimano Tiagra. Shimano Tiagra một cấu hình rất chi là cao nhá. Xe có trang bị luôn gọng bảo vệ quy đề nhá. Rè sau của nó là bằng nhựa đàn hồi các bác ạ. Nhựa đàn hồi, nhựa đàn hồi rất chi là bóng, đang còn rất mới, rất đẹp. Đũa là đũa inox, đũa inox zin theo xe luôn. Một chiếc xe hàng nguyên bản rất chất lượng. Khóa hồng nâng hạ chỉnh sửa cọc in, cọc in, gọng in và in thể thao zin theo xe luôn nha các bác. In in thể thao rất mềm luôn này, da sờ rất mềm, rất mịn, mát tay cực kỳ luôn. Tem chữ Panasonic đây các bác, dòng Panasonic. Và thiết kế của chiếc xe này là nó đi âm sườn ở khung chéo các bác. Về hệ thống dây bấm xả, hệ thống dây bấm xả cũng như dây đèn an bình, nó đi vào âm sườn ở khung chéo. Còn hệ thống dây phanh là nó đi nổi ở sườn dưới của bên trái. Dây phanh sau đấy các bác, đi nổi sườn dưới bên trái nhá. Ghi đông vô tăng là ghi đông vô tăng nhôm mạ giả ngọc, zin theo xe. Chiếc xe này là có bảng trợ lực là bản rất chi là cao của Econavi nha các bác. Chiếc xe này là đời sản xuất nó cũng khoảng cỡ 2015-2016 thôi các bác. Tuy nhiên là nhiều chiếc xe bên em về nó không còn năm, có những chiếc nào còn thì bên em giới thiệu cho các bác. Tuy nhiên em check ra thì cái bản Econavi này của chiếc xe này là nó khoảng sản xuất khoảng cỡ năm 2015-16 gì đó. Đấy, số khung đang còn rất chi là mới, rất đẹp đấy các bác. Cái tem chữ này Panasonic dán ở mặt trước ống cổ Ford này, tem chữ đây, nó có chảy xước đây, tuy nhiên là còn nguyên zin bản nha các bác. Hệ thống dây phanh cũng như dây đề xả của nó là của Shimano cả nhá. Tay nắm này, tay nắm zin theo xe, tay nắm chống trượt. Chiếc đèn Panasonic đây, đang zin theo xe. Bên chiếc đèn là có một chiếc một miếng phản quang màu trắng gắn theo cái cụm đèn luôn, nguyên bản zin theo xe nhá.
chiếc đèn này bên em chưa lắp đầy đủ cho các bác, còn mấy cái ốc nữa bên em là chưa kịp lắp, em mới bóc ra khui ra và quay cho các bác thôi. Tay phanh của nó là tay nhôm nha các bác, tay nhôm nguyên bản zin theo xe nhá. Đây là bộ bấm xả của nó này, bộ bấm xả líp của nó là Shimano luôn nha các bác, 8 líp rất chỉ là chất lượng, bộ bấm xả 8 líp. Cái cấu hình ở bánh trước thì như bánh sau thôi, bánh Meyer trước cũng là Meyer nhôm của Shimano, căm thì cắm ngược, chân cắm ngược nhá, nan hoa lá hẹ, nan hoa inox mạ chì. Cấu hình bánh là bánh lốp zin theo xe nguyên bản, vành là của Shimano, cỡ bánh lốp của nó là 700 nhân với lại 32C các bác, như bánh sau thôi. Khóa hồng này, khóa hồng là khóa tháo lắp bánh trước là cũng của Shimano nhá, nó là bằng nhôm các bác, khóa hồng bằng nhôm. Rè trước cũng là rè bằng nhựa đàn hồi chất lượng cao, phanh gọng V của Shimano, gọng V hai mảnh, nhôm được phủ sơn tĩnh điện màu đen. Và hệ thống xe này là sơn zin, bên em về đã phủ bóng 2K tất cả những chi tiết, từ như là các ba ga cũng như khung sườn em phủ bóng lại. Còn ghi đông cô tăng là nguyên bản zin theo xe nhá, dạng nhôm mạ giá ngọc rất đẹp luôn, sờ vào rất chi là mát tay và rất bóng luôn nha các bác, cái này càng lau càng bóng. Ống cô tăng nó dài khoảng lầm 8cm nhá. Dạng ghi đông này là tay nắm chống trượt này, nguyên bản zin theo xe này. Chiếc xe này cũng là chiếc xe hàng bãi Nhật, tuy nhiên là em đánh giá chất lượng rất chi là cao. Và em cũng đã từng bán một chiếc xe này cho một vị khách ở như Nha Trang, Khánh Hòa rất thích. Và chiếc xe này em xin báo giá với các bác là 14 triệu đồng bao ship tận nhà cho các bác nhá. Các bác yêu thích cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ điện thoại và Zalo em để chạy trên màn hình. Bình đây. Bình là bình sạc, bình điện của nó này. Bình em đã giới thiệu là 6,6 mã lực nhá. Lốc là lốc máy của Yamaha luôn. Yamaha Panasonic này. Thông thường là lốc máy này nó của Yamaha các bác. Xem nó bị mờ chữ rồi. Lốc máy này nó cũng là zin theo xe thôi. Rồi chiếc chân trống này là duy nhất, chiếc chân trống này và một chiếc các ba ga này là bên em trang bị thêm cho các bác để cho xe nó đẹp. Vì hàng về thì chiếc chân trống nguyên bản của nó là không còn các bạn, nó có thể bị gãy rồi nên bên em lắp thêm cái chiếc chân trống này. Khóa hồng phía bánh sau nó cũng của Shimano các bác. Shimano Clock. Cái này là nhôm mạ inox đấy các bác, rất chi là sáng bóng luôn. Đấy, một chiếc xe rất chất. Ở đuôi của các ba ga là bên trên các ba ga là bên em có để cái bộ sạc bình này, bộ sạc pin này. Và các bác mua chiếc xe này thì bên em đã bao ship và bao luôn bộ đổi nguồn nhá. Thì bên Nhật họ dùng điện 110 nên bên em đã có một bộ đổi nguồn sang 110 cho các bác. Tức là các bác cứ cắm điện 120 qua bộ đổi nguồn đấy và cắm qua cái bộ sạc này và đặt chiếc pin lên là nó sẽ sạc đầy cho các bác. Và khi sạc đầy các bác có thể đi được 25 km nhá. Nên các bác yên tâm đây, đi trợ lực thể thao rất chi là đẹp. Với size của con này thì các bác cứ chiều cao từ 1m55 trở lên là có thể đi được rồi. Tuy nhiên là 1m60 là đi rất chi là đẹp, rất ok rồi nhá. 60, 70, 75 đều đi rất ok, rất đẹp. Một chiếc xe trợ lực thể thao rất touring, trợ lực thể thao. Dáng touring, có trợ lực, bản Eco Navi rất đẹp, 8 lít cấu hình của Tiagra. Một chiếc xe rất chi là chất lượng, em xin báo giá lại là 14 triệu 500 nghìn đồng bao ship tận nhà cho các bác. Các bác yêu thích thì cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ điện thoại và Zalo em để chạy trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.